Chào cả nhà đã quay trở lại kênh dạy của em hôm nay nha. Hôm nay em cũng tiếp theo em đã chia sẻ một cái chủ đề, đó là dài bót. Ba mẫu dài bót lưới có 102 luôn nha anh chị nha. Bót lưới này là nó rất là hiếm hàng luôn, nên hôm nay em muốn chia sẻ cho anh chị. Đó là cái mẫu bót này này, bót này đi, cái này rất là dễ thương, rất là thiên tai luôn, rất là đẹp luôn. Chào cô chú đi con. Chào chú. Cái này là một cái dạng mẫu bót. Cổ này cổ lửng lửng nha anh chị nha. Khi mình mang lên thấy cổ nó nằm ở trên cái mắt cá chút xíu. Nó rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Và phía trên này đã có gắn một cái ngôi sao nè. Chất liệu này da. Chất liệu này si chứ không phải là da, si nha anh chị nha. PU. Và phía trên cổ của nó là nó kết hợp với lại một cái đường viền là chất liệu da lộn, và ở phía trên cùng của nó là một cái chất liệu mà bằng lưới bằng von anh chị nha. Và nó được mai chỉ thiêu hình mấy cái bông 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 nhìn dễ thương lắm. Và cái này có gót có chiều cao là tầm khoảng 8 cm, chiều cao là 8 cm, nhưng mà được đúc liền, đế đúc liền nha anh chị. Ở phía trước mũi nó cao thêm được thêm hai, cái này chắc 2 phân rưỡi, 3 phân thì không tới, nhưng mà tầm 2 phân rưỡi đó anh chị, nên tạo một cái độ đi rất là im và rất là thoải mái, nó đều với bàn chân. Tiếp theo là đó là một cái mẫu bót này. Cái này nó cũng kết hợp giữa da và lưới luôn, nhưng mà gắn đây một cái khóa. Gót cao thì tầm khoảng này tầm khoảng 5-6 phân thôi anh chị, nhưng mà cũng được đế là đế đúc liền nha anh chị nha, chứ nó không có đúc rời. Đế đúc liền luôn là phía trước gót với lại cái mũ đều giống nhau, là phía trước cao tầm khoảng 1 cm và phía sau là 5 phân, là 5 cm. Nó có cái khóa ở đây, khóa đây, và chất liệu nó kết với nhau là từ cái chất liệu si này với lại cái lưới này thôi, chứ nó không có cái da lộ giống như cái mẫu đầu tiên. Này là mẫu thứ hai, đây là mẫu thứ ba. Mẫu thứ ba này là siêu nhẹ luôn nha anh chị nha, đế đúc siêu nhẹ luôn, cũng là chất liệu si kết hợp với lưới, và ở phía trên của nó là một cái chất liệu bằng da lộn, và phía da lộn của này nó được kết cườm, mấy cái hàng này là cườm nè. À, được một cái dãy hình cái bông á, nhìn nó dễ thương lắm. Đó là ba mẫu, là những cái chi tiết mà đặc biệt luôn anh chị nha. Tất cả các mẫu này đều cao mũi và cao gót, và tất cả đều là đế vuông. Đế vuông nó giúp cho anh chị đi thoải mái, và nó không có bị đau chân, không bị mỏi chân khi mình đi nhiều, mà mình diện đồ nó cũng đẹp nữa, mà đặc biệt siêu nhẹ. Và có cái này nữa nha anh chị nha, tất cả ba mẫu này đều là dây kéo ở phía sau gót. Phía sau gót thì nó giúp cho mình đi nó dễ dàng mang, mà nó tiện hơn khi mình đi ra đi vô, thì mình có thể di chuyển nó nhanh mà không cần phải cài dây nó lâu lắm, chỉ cần kéo lên là xong, là mình có thể đi thôi. Những cái mẫu như thế này thì mình có thể kết hợp với lại đầm chân váy và mấy cái đầm body, hoặc là chân váy ngắn nó cũng được, hoặc là mấy cái đầm dài cũng được nha anh chị nha. Quần body, đầm body cũng được, và mấy cái quần ôm body luôn cũng được nha anh chị nha. Nói chung là nó rất là kết hợp đồ, rất là dễ luôn. Đó là ba mẫu em mới về, em có thể chia sẻ với anh chị để chuẩn bị cho một cái mùa Noel mới đến đây. Đó là những cái chia sẻ và những cái sự hiểu biết của em về một cái mẫu dài. Em có thể chia sẻ cho cả nhà mỗi ngày. Nếu cả nhà yêu thương có thể like, comment cho em xin ý kiến nha, để em biết, để em có thể làm thêm cái chủ đề gì tiếp theo, và mỗi ngày làm thêm nhiều cái ý kiến của anh chị, để em góp phần thêm cái video thêm nó hay và nó hiệu quả hơn. Cô chú nhớ nhấn like và đăng ký cho mẹ, nhớ subscribe và đăng ký cho mẹ con, để mẹ con có nhiều động lực với con làm clip mới cho hả mẹ với con hả hả gì cà lâm dữ vậy ông. Nó cục thôi. Chào cô chú đi, hẹn cô chú một ngày sớm nhất. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú nha, hẹn gặp lại. Bye.